làm điện tử thì thường bạn nào cũng sắm cho mình một cái đồng hồ cơ như thế này và một cái đồng hồ số. Đây là cái đồng hồ cơ. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn chiếc đồng hồ cơ này. Mình mua ngoài cửa hàng thì các bạn ngoài cửa hàng cũng giới thiệu mình đây là một trong những đồng hồ mà rất là thông dụng, dùng rất là bền bỉ. Thì mình đã mua về và hôm nay giới thiệu qua với các bạn. Mình thì cũng không phải là dân sửa chữa điện đâu các bạn ạ. Cũng chỉ là mày mò rồi là chế cháo rồi làm những cái việc ở trong nhà mình thôi. Thế nhưng mà cũng muốn mua những cái đồ điện như thế này về để mình sử dụng khi mà cần thiết các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ mở ra xem bên trong nó có gì không nhá. Cái hộp cũng rất là đơn giản thôi các bạn ạ. À, trên nó cũng có xốp bảo vệ. Đây là một cái chúng ta để xuống đây. Đây là một cái quyển sách hướng dẫn User Manual. Đây là Profit mã là MT2017. Theo mình nghĩ thì cái mã này cũng là sản xuất cái mã này cũng là lâu rồi nhưng mà có lẽ là cái sử dụng nó tương đối tốt nên là người ta vẫn cứ duy trì tiếp tục mà sản xuất nó ra để bán ra thị trường các bạn. Đây cái toàn hướng dẫn bằng tiếng Anh. Sản tiếng Anh. Tiếng Anh nha các bạn. Sau đó đây là tiếng Trung Quốc. Tiếng Trung Quốc thì mình cũng không hiểu gì các bạn. Ngày xưa lúc học phổ thông thì cũng học tiếng Trung Quốc nhưng mà cũng lâu rồi, cũng quên. Hay trêu đùa nhau là thúng xuế mẫn hảo lú sức cụ giờ như xong thùng trào sung yên lên sung à giờ thì còn nhớ được mà một số từ thôi, ví dụ như là lão sư, giáo sư. Chữ Trung Quốc thì người ta viết theo vừa tượng thanh vừa tượng hình các bạn, tượng thanh tượng hình. Ví dụ chữ Đức thì nếu mà học ra nó có nhiều các cái bộ và ghép lại thành viết thành trong một cái ô Nhật. Thì biết cách thì cũng rất là nhanh. Ví dụ chữ Đức thì nó gồm có nhiều bộ ghép vào lẫn nhau nhưng mà tượng hình thì thường là sư học thì ví dụ chữ Đức nói là nó gồm mấy bộ chim chích mà đậu cành tre, nên là chim chích đậu cành tre, thập trên tứ dưới, nhất đề chữ tâm, đấy là chữ Đức. Để thôi phần tiếng Trung chúng ta bỏ qua ra một bên. Vui vậy các bạn thôi. Còn đây gồm có bộ dây đo, gồm dây đen và dây đỏ. Và đây, đồng bộ phận chính của nó đây các bạn ạ. Đây là một chiếc đồng hồ Prokit. Trông hình thức đẹp các bạn ạ, trang nhã. Hai bên ốp này là nhựa màu xanh. Ốp này là nhựa màu xanh các bạn ạ. Chữ thì rất là sắc nét này các bạn ạ. Và nhìn rõ không? Đưa cho các bạn xem chữ kim rất là đẹp, sắc nét Prokit MT2017. Đây chúng ta có các cái nấc thang còn rất nhẹ các bạn, rất nhẹ. Đây phần đỏ đây là phần đo điện xoay chiều đây, từ 10V, 50V, 250 và 1000V. Xuống đây là phần có cái phần đo điện trở. Đây thằng đo thông mạch. Đây đo vôn. Rồi đo dòng điện một chiều đây, DC vôn. Rất nhiều chức năng. Rồi bây giờ chúng ta thử tôi sẽ tháo ra. Trước hết thì chúng ta khám phá bên trong, chúng ta tháo ra xem là bên trong nó có những gì các bạn nhé. Đây, chúng ta quan sát một vòng. Chúng ta nhìn mặt đằng sau đây các bạn. Nhìn sau đây, có cái khóa này, cái này là cái chống lên đúng không ạ? Chống này, nếu ta muốn đo thấp thì ta để này. Đó. Còn trong trường hợp mà chúng ta muốn chống cao lên nữa thì dưới này nó có ghi chân này, và chống là để cao như này, dễ nhìn, rất dễ nhìn, rõ không các bạn? Rất rõ.
Được rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xong hai cái chân này lại và chúng ta sẽ mở ra xem là bên trong vô gen cái phần bên ngoài nó có gì không nhá, vì nó còn đang bảo hành. Đây mình mua của chỗ điện tử. Đó đây. Đây chỗ này nó có một cái nút xoay đây các bạn ạ. Nó xoay cái chìa khóa ngược lên như này. Sau đó là nhấc cái này ra thôi, rất đơn giản. Phía trên này nó có hai cái lẫy như này. Cắm ở bên trên này, cắm xuống rồi. Ở bên trong này có hai cục pin 1,5V các bạn ạ. Đây ta lắp sẵn rồi. Phía dưới này thì đây có hai cái cầu chì, một cái cầu chì là 0,5A và cái này lớn hơn các bạn, 10A, các bạn nhìn rõ không ạ? Để zoom gần đến đây cho ta nhìn rõ. Đây là tận 10A và đây là 0,5A pin. Hai cục pin 1,5V và trên này là cục pin 9V các bạn, 9V. Ok rồi, thế thì giờ chúng ta sẽ thử dụng đi xem cái công năng của như nào. Rồi, tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ cắm đi hai cái dây đo vào đây, cái dây đen các bạn, đây có dây đen cắm ở cái cổng côm bên này. Ok, và còn cái dây đỏ bên này ta cắm ở cổng bên phải, cổng ngoài cùng này. Cái cổng cắm bên ngoài khi chúng ta đo này, đây các bạn nhìn rõ, đo DC này, AC này, 1000V này, rồi DC 500mA. Thế còn chúng ta khi đo dòng 10A thì chúng ta cắm vào đây. Đó, chúng ta chuyển với cái nút này về 250, 10A đây, chúng ta đo dòng. Còn bình thường đo các cái chức năng khác thì chúng ta cắm vào nút xong bên đây. Để chúng ta kiểm tra một số chức năng của nó nha các bạn nhé. Trước hết là chúng ta đo cái thông dòng đây, thông mạch này. Các bạn nhìn rõ nhỉ, hơi rung một chút. Để gần này các bạn nhìn rõ. Có tiếng kêu tít nghe rất rõ. Thông dòng. Bây giờ ta đo cái đây. Sao thì các bạn có nhìn rõ không nhỉ? Ta sau đó ta để thông dòng thì nó kêu tít tít như này. Đây là ok. Thang X1. Đây này có vẻ là hơi xa, kim tích nhỏ đấy, hơi xa, các bạn nhìn hơi khó tí. Đó. Để gần như này nhỉ? Để các bạn dễ nhìn. Đây, các bạn nhìn. Nó chỉnh cái chập ở này, chỉnh cái nút này lên cho nó bằng cái nút không này. Mình vừa quay vừa cầm này, hơi khó một chút. X10 ok, kim chạy rất là mượt các bạn, chạy rất là mượt. Thả ra cái thì nó về đúng không này. Chuyển sang X100 này. Ok, chính xác không ạ? Chính xác. X1K này. Kìm chạy này các bạn nhỉ. Kìm chạy rất đều, không có lúc lắc gì cả, đung đưa gì cả. Tôi thử cái nút là X10K làm sao. Cũng rất mượt các bạn ạ. Nếu các bạn đo cái dòng điện xoay chiều đây, nếu các bạn đo dòng điện 250, dòng điện thì mình thường điện 220V ấy, thì các bạn phải để cái nấc 250 này này. Nếu mà để thấp dưới đây sẽ rất là gãy kim hoặc là cháy này các bạn ạ, cháy này. Rất là nhiều khả năng là sẽ cái kim này sẽ bị cong, cái kim này rất là mảnh và rất là chính xác các bạn. Nếu mà ta để không đúng nó quay lên trên này với tốc độ nhanh thì kim nó sẽ bị cong. Nên các bạn chú ý là bây giờ để cái này ta phải để lớn hơn cái dòng điện mình đo. Đây, sau bên này là cái dòng điện một chiều các bạn. Ví dụ chẳng hạn như là khi các bạn đo cái pin 9V thì chúng ta nên để sang cái nấc mà 10, nấc số 10V như thế này. Còn cái đây còn rất nhiều chức năng các bạn, đo điện trở, đo dòng, đo
Đây, như cái nấc này 250 10A này đo cái dòng nó chuyển vào đây và cắm cái nút này ở giữa. Đã nói trước các bạn rồi. Rất nhiều các cái chức năng. Và thấy như này là ok các bạn. Chạy kim chạy hơi chói một tí rồi. Đấy. Kim chạy lên rất là rõ. Rất rõ. Thế thì ngoài cửa hàng ấy các bạn ấy có nói là cái đồng hồ ProKit MT207 này thì nó có hệ thống bảo vệ dòng và bảo vệ mạch rất là tốt. Khi mà có gặp sự cố gì hay đo nhầm ấy thì là nó sẽ đứt cái mạch bảo vệ, nó sẽ đứt cầu chì ra. Thì lát nữa mình sẽ đo, mình kiểm tra cái dòng 220V như các bạn nói là mình vặn sai chức năng, mình kiểm tra như là hôm nay thử làm cái mình sẽ làm con chuột bạch thử theo ý kiến các bạn xem là có cái mạch bảo vệ có tốt không. Nha, bây giờ mình sẽ tiến hành. Ok, bây giờ mình sẽ đo dòng điện xoay chiều. Xoay chiều điện thường chúng ta dùng như là điện 220 các bạn ạ. Thì bây giờ ta quay về cái nấc 250 đi. Và bây giờ ta sẽ đo đây để các bạn biết nhá. Đây bao nhiêu? Dùng tương đối ổn định các bạn. Điện nhà mình đang khoảng 218V này. Dòng điện này thế là cũng ổn định rồi. Ta đổi đầu quay đi. Đổi đầu quay. Vẫn như vậy. Ok. Giờ lát nữa mình sẽ đổi chiều như thế này, mình sẽ chuyển cái nấc thành đo điện trở đi. Xong mình sẽ đo sang cái nấc này xem nó như thế nào nha các bạn nhé. Tạch chưa các bạn ạ? Cháy rồi, không thể lên gì nữa rồi. Đây, các bạn nhìn kim đây, mình đang để nút X10 đây. Mình cho vào điện 220, có tạch chưa các bạn ạ? Không biết là có phải hỏng đồng hồ không? Nhưng mà theo các bạn ấy nói là cái mạch bảo vệ của cái đồng hồ rất là tốt. Nên là bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cái cầu chì đằng sau xem là sao. Que đầu là mình thay cái mình cứ lần lượt mình kiểm tra, mình thay cái cầu chì này xem như nào các bạn nhé. Cái cầu chì sơ cua đây, cầu chì sơ cua họ đưa cho mình đây, mình thay vào đây. Ok, sơ cua đây thay rồi. Xem nào có cái gì không. Cái cầu chì này mình cũng cảm giác đúng là như cháy rồi các bạn, cháy cầu chì này bị. Nhìn camera không biết có rõ không, nhưng mà mình có cảm giác như đúng là nó cháy rồi. Bây giờ mình kiểm tra lại xem là thay cái cầu chì vừa rồi để kiểm tra lại xem là nó có ok không, xem là mạch bảo vệ có tốt không, có đúng như ngoài cửa hàng người ta nói mình không. Bây giờ mình đo lại mạch nha, đo lại dòng nha. 250 này rồi, ok. Ok bạn, đây mình sau khi mình thay lại cái cầu chì sơ cua của họ lắp ở trên máy nó có đấy, mình cho vào đây thì đồng hồ lại ok rồi. Đo lại đổi đầu quay xem thế nào nhá. Đây, ok, đầu quay cũng vậy nha.
Ok chưa? Bây giờ ta kiểm tra lại cái chức năng khác nha. Giờ từ thông mạch đi. Xem là sau khi mà chúng ta cắm nhầm nó nổ cho ta thay như nào. Ồ, chức năng vẫn tốt các bạn. Thông mạch vẫn được. X1 đi. X1. À, xem nào. Chuyển lên trên. X1 vẫn ok. X10 đi. X10. Ok. Ồ. X100 này. Ok, ok, vẫn chạy ngon lành các bạn ạ. X1K cũng vậy. X10K này. Ồ, vẫn nhạy lắm các bạn. Kim vẫn nuột. Các nút khác đo lại dòng này, đo lại dòng điện của mình làm sao nhé. Các bạn xem lại nhé. Ok chưa? Thế như vậy là sau khi mình nghe các bạn ở cửa hàng bán nói là cái mạch bảo vệ tốt thì mình cũng chuyển cái này sang X1. Mình làm thử làm chuột bạch và đo dòng cắm ở đây thì đúng là nó nổ cái cầu chì phía sau này. Nổ cầu chì phía sau và mình đã thay cái cầu chì dự bị. Thay cầu chì dự bị từ trên này, thay xuống dưới này thì bây giờ nó lại chạy tốt rồi. Nói chung là như thế là cái mạch bảo vệ tốt các bạn. Cái cầu chì nhỏ 0.5A nó sẽ cháy trước. Còn cái 10A này thì mình kiểm tra này thì nó vẫn ok, không vấn đề gì. Đây các bạn ạ. Đây mình kiểm tra cái cầu chì cháy này, đo lại cái cầu chì cháy cho các bạn biết nha. Nó thông mạch đi. Không lên gì cả, thế là cái cầu chì này mới cháy rồi các bạn. Sau khi mình chuyển ra cái nút X1 và mình cắm vào đo điện 220 thì nó đã cháy cầu chì rồi, nhưng mà đồng hồ thì không được gì. Đây mình thay cái mình đo cái cầu chì 0.5A. Không, ok không? Đấy. Không, ok. Đây cầu chì siêu cua gọi đây. Đấy. Thế thì qua đây mình cũng thử liều, vừa mua cái này 360.000 các bạn ở cửa hàng Tuhu. Các bạn nói thế mình cũng rất tin các bạn, về và của mình thử nghiệm thì cũng thấy là được các bạn ạ. Mặc dù mình cắm nhầm mà mình đo hẳn ra nguồn điện 220 nó cháy cầu chì luôn, tức là cái mạch bảo vệ nó tương đối tốt các bạn ạ. Thì các bạn mà làm chuyên nghiệp thì mình nghĩ là nếu mà dùng cái này thì cũng rất là ok rồi. Ok đấy, mình cắm và mình sử dụng và mình đo một số các chức năng thấy là rõ ràng là rất là tốt. Cái mạch bảo vệ của nó là mình thấy là được các bạn ạ. Lúc đầu nghe các bạn nói là mình cũng hơi nghi, mình làm sao mà đo nhầm mà lại mà mạch nó có thể nó can thiệp, nó làm đoạn mạch để nó ngắt hết các cái chức năng khác để nó bảo vệ được cái đồng hồ. Thì đúng là như vậy là mình thấy là cũng ok. Bây giờ mình lắp lại. Đây, lắp lại nó rất đơn giản này. Đấy. Đây cái lưỡi này. Đây. Mình đưa chân này. Tôi có vẹt thành ra lại quay cái phần này. Đây này. Ok. Rồi. Như vậy là hôm nay mình mua cái này về và thực ra mình chưa sử dụng một tí gì đâu các bạn ạ. Hôm nay vừa mới mua về xong mà mình quay lại sử dụng một số các chức năng và thử cho nó như thế nào thì thấy là nó cũng ổn đấy các bạn ạ. Mình giới thiệu qua các bạn về cái đồng hồ ProSkit MT2017. Mặc dù được sản xuất ở Trung Quốc ấy, nhưng mà đây là một trong những cái loại đồng hồ mà mình thấy là cũng rất là ổn. Sử dụng hình thức đẹp trang nhã và dùng cũng rất tốt, đặc biệt là cái mình thử lại test cho các bạn cái mạch bảo vệ của nó, mình thấy là ok đấy các bạn. Ơi, video của mình đây cũng dài rồi, mình xin kết thúc ở đây nhá. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và theo dõi kênh của mình nhá. Nếu các bạn thấy hay thì ấn một nút like, nút share và nút chia sẻ và
nút chuông để khi mình có video mới thì các bạn kịp thời theo dõi. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe nhé. Xin chào.